fulcru legat, umira nekrăncear. Vam bira tap, mâncu, pompei da vinam, linkan rangan, pim gum hom nui gusta, rangan rup nam, pim gyal am bai sam tro. Nui na, nui na, lan nhạc vang cha li de ca អូសនន្នអលុំកូជីយ៉ាងកបយនីពុលិបកបខៀងកបទុបនេះមើសាងឌុំសំលុយដេមដាក់នីវតំបងអាឡាចារថៃឡាន់ឌូណាវតារបាររងលាអូសនន្នកំនីពុលាសិង្ហរេបុរុយណៃប៊ុនសាងរេយ៉ាងប៊ុនណៃណាក់ឌីកាជីឆាងរេសិង្ហយុនគ្លីនទុកទុកជាប់យុនគ្លីនទុកងាក់ឆាត់បាយយុនគ្លីនទុកកំខៈរេដៅកៃឌីយុនគ្លីនទុកផ្លាស់មាក់លលាយុនគ្លីនទុកគ្រឹកដល់រេដៅអីឌីទុកពីមយីរេដៅអីឌីផ្សេងស្នំសនញា Này thì nó sơn này dính tỷ tỉnh Phú Yên sơn anh nhận dòng này dính Idu Sơ sơn như lại thế này câu chuyện của Idu Sơ người thường ở Tây Nguyên sơn dòng này sinh ngã mạ vợ cả duyên nà khắp cả duyên nà khắp cả giang buôn khắp cả buôn sang đọ cả nục na clean ngã chặt cả phùng đạo sơn nhờ cỡ mạ đọ nân cỡ chim ít cỡ tạc ý ngào sẽ xin trẻ bộ cơ bút chắc của mẹ thế bộ nhá sân nhá dân clean xin nhầm clean đó nắn như mạng tầm như ngã chát tầm như là ý ngã bọa cơ mi cơ prang si ai ai em tầm nhá như cơ ế lưu thôn sân nhá sân nhá dì chàng lại nắn tự đại gạo tin ai chô trẻ bộ mẹ này như bìm dì lại bố nắn dình ý bù mùn nhá cung cấp thông tin cơ a gà nhá lại thế bộ nhá sân nhá sinh ngã như bị bình cả buồn ta cả buồn lẽ bìm tuôn tiếp chi công an lẽ câu lại pháp hơn chi gia lại nè ấy bởi à lẽ thao tôi như bề do ô như bề công an như thành phố công an tỉnh cả gỡ lẽ tiến độ cái nào theo dõi như cặp bìm gì ấy bởi à sơn lần rồi bội nguồn sơn nặng sơn nhá đội du sơ này sinh ngã như cỡ gần toa bự cỡ cỡ hệ tàu lầu lẽ việt lộ cỡ tầng lẽ rồi này lọ chẳng mặc cự cái tầng mà một tí lọ tục ô cự đuổi rèm bằng tịp tị la chả thái lan cự lầm bằng lần bằng mật sát thun ở cái bây giờ là bé mồm núi sơn mồm lu đùm đi lại bối họ mình nhua lắm tâm nhiều cự họ lau thun bằng lần ngô đi diêm cự cuốn lạ mà như chẳng bị lịch lên mình như chẳng phải về đây stress nên duyên lịch sẽ gì hớt hớt khó khó ý bởi vậy bây giờ một tí lịch ô sơn mà như ngạ cơ ý đục sơ mà hiền chăm chả út chả hư dọi gầy kia như chăng sẽ xì bí rai á chỉ bí lịch bím dê á sân nha chí chàng lên ăn bí đà như bè xí ngã lịch mà gỡm tay mà dê mà mà mỏ ô ai dê tụng bật hậu cự sân gỡ tùy rẻ đuổi bằng tịp tị la chạc Thái Lan sân ăn lọ hơn chí lây nụ nà dọn thịt ngã chạc bài rồi này gỡ tùn ai cơ lịch cuộc sân tân này bè rẻ mỡ cơ clay nhiều ngã chặt, sơn ăn chính này nhiều hơn đa, chính hồng clay yun, clay tru, clay công sản ngã chặt cơ, iduxer sẽ sơn ăn ở sân tân này bảy đại mở. Quý vị, sau đây tiếp tục nghe câu chuyện của người đấu tranh nhân quyền cho người thượng đề gà sống ở tỉnh Phú Yên. Ông Iduxer hai lần đi tù, một năm bị nhốt trong hầm kín. Tác giả Hải Di Nguyễn viết. Công an đã nhốt tôi vào hầm kín mịt mù, không thấy mặt trời mặt trăng. Đúng một năm, ông Iduxer nói về lần bị tạm giam năm 2005. Ông sinh năm 1953. Như Ife Hedre, Ifit Hedok, Iquin Buondap và Iazon Eban đã xuất hiện trong mục Mỗi tuần một gương mặt người tị nạn. Ông Iduxer cũng là người thượng đê ga thuộc sắc tộc Ede, theo đạo Tin Lành, nhưng sống ở tỉnh Phú Yên. Ông từng hai lần đi tù ở Việt Nam, bị cáo buộc phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc và hiện nay đang tị nạn tại Thái Lan. Hải Di phỏng vấn ông ngày 26 tháng 5 năm 2023. Vì sao ông bị bắt giam năm 2005? Ông Iduxer cho biết bắt đầu bị công an địa phương mời làm việc và yêu cầu bỏ đạo là năm 2000. Vì theo Tin Lành Đề Gà, họ mời lên mời xuống, một năm không biết mấy chục lần. Ông phải chuyển sang Hội Thánh truyền giảng phúc âm, đứng đầu là mục sư Đoàn Trung Tín,
nhưng công an vẫn không tin và tiếp tục tra hỏi, cáo buộc ông chỉ mặc áo khoác của hội thánh nhưng làm việc cho nơi khác. Năm 2001 ở tỉnh Đắk Lắk có biểu tình, nhưng lúc đó tôi không đi tham gia. Đến năm 2004 tôi mới đi vì bị Đảng Cộng sản đàn áp quá đáng. Ông giải thích lý do biểu tình là chúng tôi muốn đòi lại đất đai của dân bản địa, Dega chúng tôi, đó là một. Hai là để người dân Dega chúng tôi được tự do đi lại. Ba là hãy cho dân Dega chúng tôi được tự do tín ngưỡng tôn giáo. Bốn là hãy trả tù nhân lương tâm người Dega của chúng tôi. Từ tỉnh Phú Yên, ông chạy xe đến thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để tham gia biểu tình, nhưng trên đường về, nghe tin công an đã đến nhà, quyết định trốn trong dãy. Ông bị phát hiện vì công an rình rập trong dãy khi bà xã đưa cơm và bị bắt năm 2005, đưa vào trại giam tỉnh Phú Yên. Ông đi tù lần đầu tiên 2005 và đến 2007. Ông Y Du Cơ Sơ nói, lúc điều tra, họ tra tấn dã man lắm. Họ ghép tội. Ông móc nối người Phun Rô, người lưu vong ở Mỹ. Tôi nói tôi không có móc nối, chỉ có nghe điện thoại anh em ở Mỹ mà không phải người Phun Rô. Ông cũng nói họ cáo buộc ông vượt biên trái phép vì biến mất một năm, dù đã giải thích mình chỉ trốn trong dãy và không ra khỏi Việt Nam. Theo lời kể của ông Izuka Sir, ông bị điều tra và đánh đập suốt một năm. Họ đánh tôi bằng dùi cui vào xương sườn, xương sống. Họ cũng đá vào hòn giái, đánh vào ngực, tát vào miệng vân vân. Tôi cũng bị gãy răng. Trong thời gian một năm đó, ông bị nhốt trong hầm tối tăm, mịt mù. Nhốt ở dưới lòng đất, mịt mù, không thấy mặt trời mặt trăng, giống bị điên khùng luôn. Một hầm chỉ có một người, không có hai, không có ba. Chỉ ở trong đó, ăn trong đó, kinh khiếp luôn. Sau quá trình điều tra và ra tòa, ông được chuyển sang nhà tù. Chỉ lúc đó mới thoát khỏi cảnh tra tấn và hầm tối. Sau khi ông ra tù, ông Izuka Sir ra tù năm 2007. Cuộc sống sau khi ra tù, ông cho biết rất khó khăn, phải nuôi bốn người con. Trước kia trông coi hội thánh, ông đi Sài Gòn học thầy truyền đạo và bắt đầu đi giao giảng tin lành từ năm 2009 và tiếp tục gặp khó khăn với chính quyền địa phương. Ông nói họ mời vào xã làm việc và ép ông uống rượu hút thuốc. Ông không chịu, nói tôi theo đạo, tôi bỏ lâu rồi, nhưng công an cứ ép và nói ông ngoan cố. Ông cũng cho biết trong thời gian này, công an địa phương đến nhà và lấy đi một loạt giấy tờ, từ giấy khai sinh đến giấy ra trại và giấy bảo lãnh đi Mỹ. Ông đi đòi lại, nhưng họ không trả lại giấy xuất trại và đưa ông giấy khai sinh mới, đổi năm sinh của ông từ 1953 thành 1963, của vợ ông thì từ 1968 thành 1973. Theo lời ông, họ nói, nếu ông muốn khai sinh của ông phải bỏ đạo. Tuy nhiên, ông quyết tâm không bỏ đạo tin lành. Ông cũng truyền tin tức báo cáo ra nước ngoài, chẳng hạn như thông tin về thủy điện sông Hin, thủy điện sông Ba Hạ, thủy điện Cơ Rông Hơ. Năng ngập trắng đất đai, bà con mất canh tác, mất hết. Ông nói bà con đòi giải quyết nhưng bị Đảng Cộng sản đàn áp. Ông đi tù lần thứ hai, 2010 và năm 2015. Năm 2010, ông Izuka Sir vào tù lần hai với cáo buộc phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc. Họ đánh đập, sau này họ cho đi trại cải tạo lao động, đi làm đá cho tới ngày về luôn. Ông nói trong trại Thanh Hóa, người Kinh làm toàn việc nhẹ, còn người sắc tộc thiểu số như ông phải đi đập đá và vác đá mỗi ngày 60 viên. Đó là đá 46 và đá 48 để xây nhà. Vác đá nặng quá, tôi vác không nổi. Lúc đó cũng lớn tuổi rồi. Khi tôi bỏ xuống, cán bộ đập tôi, đá tôi. Lúc đó tôi vác đá trên vai, nó rớt xuống, may không trúng chân. Ông nói quản tủ thậm chí còn xua cả đàn chó béc dê về phía ông. Ông chỉ nhắm mắt cầu nguyện Chúa ở cùng với con, may thay không bị cắn. Ông bị liệt chân phải do bị công an giật điện. Ông Izuka Sir nói, tôi ở trong trại tù còn một năm sáu tháng, tôi bị liệt chân phải do bị giật điện ép cung. Lúc đó công an cũng sợ, công an đổ đá một hai, đổ một đường dài 100 mét để tôi tập đi, không cho lao động nữa. Họ bắt tôi tập đi, sau này ông về nhà không đi được nữa, bây giờ cố gắng, ông tập đi, chúng tôi không ép ông nữa. Ông cho biết phải tập đi dần dần và đi cà lết một thời gian dài. Sau khi ông ra tù lần hai, sau khi ra tù năm 2015, ông Izuka Sir không đi giao giảng tin lành nữa. Lúc đó tôi cũng bị đau chân, không làm gì được, đi cà nhắc chỉ làm sơ sơ mè với bắp. Đó là năm 2015 và năm 2017.
Từ năm 2017, ông chuyển sang trồng mía, dần dần trả số nợ vợ vay trong thời gian ông ngồi tù. Thế nhưng, công an địa phương vẫn liên tục mời làm việc và muốn ông cam kết bỏ đảo. Tôi đã xem qua hàng loạt giấy mời làm việc, giấy triệu tập ông Izuk Sir từ công an xã Ea Bia và công an huyện Sông Hin. Ông cũng kể, năm 2016, con trai ông sinh năm 1995 sang buôn khác xin mè giống và bị bắt giữ. Công an ghép tội con tôi đi truyền giảng, rồi đi móc nối. Con tôi không có, bị oan ức. Công an họ đã dí điện vào con tôi ngất xỉu. Ông nói lúc đó, công an mới tháo xiềng xích và cho đưa vào bệnh viện tỉnh Phú Yên, 2 ngày sau vào bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh viện không nói gì hết. Bệnh viện nói bị rối loạn tiền đình, từ Việt Nam sang Thái Lan. Nếu bị bắt lần nữa, tôi sẽ chết trong nhà tù. Cho nên tôi sợ quá, tôi làm mía, thu hoạch xong rồi, có vốn. Đến ngày 7 tháng 8 năm 2018, tôi rời Việt Nam. Từ Việt Nam, ông Izuk Sir và gia đình qua Campuchia, rồi sang Thái Lan xin tị nạn tháng 8, 2018. Họ đậu từ tháng 4 năm 2022 và đã có quy chế tị nạn chính thức từ năm 2023. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe những câu chuyện của người thượng Tây Nguyên. Ở xin anh, rồi mượn lẽ, xa chô dưới này đề gà, rồi chính tỷ Phú Yên, xa nha, dân kinh ngã chát mày. Đã ai đi mô bê, cầm khả dập tàn nâng lần lại dù rê, dân tin bạc mẹ, xa nha, cứ đầu lâm sang bằng lần, nục mặt, ở lệ đoà bựa cứ, nhỏ xúc lực ô, xa nha, tất cả gỡ tốt gỡ dì, rê bằng tịp tị la chát khả lạc, chăm gỡ, cho hãy gây, lệ nằm chắc út, cầm nhìn của lạc, lệ lùm tạm căn đá, anh ngột xa nặng, xa nha, bịa đà chi chàng clay hơn nần, nhờ lại một tùm ngạc, bịa đà, bằng chứng rõ ràng sẽ xin xin này dân lại bằng chứng sống như đi đạch mà như đi ngạc mà mộ xa nè chi chà lại nần tệ nặng này ở đằng xa đẳng ta lại chát bài lúc nào dân như nào ở đuôn ai xa đẳng ta sẽ xin nặng xin rạc lặng ở xin tên này môn gì nè để lòng chung tay có bìm đi lưu chắc lưu gặp đi mỡ sang đúng xa đội đêm rạc niu đồng bằng là cha rạc thả lãn tay lọ xin bước tầng lạc chắc lưu ฟุลครูเดกาตูมิราและเกลือลันจาวางเดียรันตาพมือคู่คนไปดาวินาลิงคานรังกังปีมกุมหอมหนุยบุษาร่างกังนุกนาปีกยามันไปสามครอนุกมินาลันยาฟังชาลิเด